Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự Đồng bằng sông Hồng của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương có nhiều mô hình sản xuất mới cho thu nhập cao. Nghề truyền thống làm bánh đa nướng tại thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương. Người dân xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình chủ động phòng chống dịch sốt xuất huyết. Thái Bình tăng cường công tác kiểm định chất lượng nước sinh hoạt của các nhà máy nước trên địa bàn tỉnh. Ngành điện huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh chủ động nhiều giải pháp trước mùa mưa bão. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay nhiều người dân ở huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương mạnh dạn chuyển đổi một phần diện tích trồng lúa, dưa, cà chua kém hiệu quả để đầu tư một số cây trồng mới có giá trị kinh tế cao. Mô hình trồng khoai lấy ngó của gia đình anh Dương Minh Ngọc ở thôn Cao Đôi, xã Hợp Tiến. Với diện tích một mẫu khoai, anh trồng từ giữa tháng 7 năm 2017, cây phát triển tốt và đang trong thời kỳ thu hoạch. Hiện gia đình anh Ngọc vừa khai thác ngó, vừa thu lá và vừa bán cây con giống. Ngó khoai được khai thác theo ngày khoảng 2 ngày một lượt. Lúc rộ, mỗi sào trung bình thu được trên 10kg một lượt. Giá bán hiện tại là 30.000 đồng 1kg ngó khoai. Như vậy, một vụ khoai mỗi năm, anh dự kiến thu về khoảng gần 20 triệu đồng một sào khi vừa bán giống vừa bán ngó. Còn với gia đình ông Trần Văn Quân ở xã Nam Tân, trước đây cũng như bao hộ khác trong xã chỉ trồng dưa và cà chua. Nhận thấy trồng những loại cây trên mất thời gian, công chăm sóc lại không có giá trị kinh tế cao, nên ông cùng với hai hộ khác trong xã mạnh dạn chuyển sang trồng cây măng tây xanh. Ông Quân cho biết bắt đầu trồng từ tháng 8 năm 2017 trên diện tích 1 sào rưỡi và thu hoạch sau khoảng 8 tháng. Với giá bán 50.000 đồng kg cũng giúp cho gia đình ông thu được 300.000 đồng một ngày. Ông dự tính trong thời gian tới sẽ tiếp tục mở rộng diện tích trồng măng tây để cho thu nhập cao hơn. Để chăm sóc thì phân cho các thứ thì là phải bón phân hoai mục, phân vi sinh hoai mục để ủ khoảng tầm 3-4 tháng là tôi cho ra. Chứ còn đạm thì tuyệt đối đang cho đạm. Nước lôi thì cứ hàng tuần tôi bơm lên và tôi tưới. Bơm riêng cái măng tây này nó phải ưa nước, tức là không phải là cho nước to mà cứ phải nước bình thường, lúc nào cũng có tí nước ở giống. Cái thuốc sâu thì tôi không phun, bởi vì là cái hàng rau này là hàng rau sạch rồi. Với hiệu quả bước đầu từ việc mạnh dạn chuyển đổi cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế, nhiều hộ nông dân rất phấn khởi. Với tiềm năng về đất đai cộng với sự năng động dám nghĩ dám làm, tin rằng những gia đình ở huyện Nam Sách sẽ tiếp tục thành công, qua đó tạo ra động lực giúp cho nông dân phát triển thêm nhiều cây trồng mới có giá trị kinh tế, nâng cao thu nhập, góp phần thay đổi diện mạo quê hương. Thời gian qua, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên phát triển nhiều hợp tác xã kiểu mới, sản xuất nông nghiệp theo hướng thâm canh, tập trung hình thành chuỗi sản xuất khép kín, bước đầu đã đem lại hiệu quả. Tiêu biểu như hợp tác xã dịch vụ tổng hợp Việt Hưng chuyên canh lúa giống và khoai tây vụ đông, mô hình trồng và chế biến cây dược liệu của hợp tác xã Hoa Thiên Phú xã Tân Quang và hợp tác xã nông nghiệp công nghệ cao xã Chỉ Đạo, hợp tác xã Siêu Việt chăn nuôi và chế biến sản phẩm từ thịt lợn ở xã Lạc Đạo. Các mô hình sản xuất đều hoạt động với hình thức đa dạng như liên kết với doanh nghiệp, cung cấp giống, phân bón và duy trì đầu ra cho nông sản, hình thành chuỗi sản xuất khép kín từ trồng trọt, chăn nuôi, chế biến đến phát triển thị trường. Qua đó góp phần xóa bỏ hình thức sản xuất manh mún nhỏ lẻ, tiến tới một nền nông nghiệp bền vững, ứng dụng khoa học kỹ thuật hiện đại. Với lợi thế là huyện ven biển, phát triển nuôi trồng thủy sản đã trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong sản xuất nông nghiệp của huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Hàng năm, việc mở rộng diện tích và ứng dụng công nghệ cao vào lĩnh vực này không chỉ tăng năng suất mà còn mang lại thu nhập cao cho người dân, tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương. Từ đầu năm đến nay, tổng sản lượng thủy sản toàn huyện đạt trên 7.000 tấn. Trong đó, ngao là 6.600 tấn, tôm rảo là 38 tấn và tôm thẻ chân trắng là 48 tấn. Bình quân mỗi hecta cũng thu lại trên 100 triệu đồng. Ngoài thu nhập từ nuôi trồng thủy sản, hiện nay nhiều hộ dân cũng đã tìm tòi nghiên cứu để sản xuất con giống, qua đó cũng đã quản lý tốt về chất lượng con nuôi, giảm thiểu dịch bệnh. Để phát triển thủy sản theo hướng bền vững, nhiều địa phương trên địa bàn huyện đã huy động, thu hút nguồn lực đầu tư để mạnh phát triển theo hướng hàng hóa. Đồng thời khuyến khích mở rộng mô hình sản xuất có hiệu quả, phát triển thêm diện tích nuôi theo mô hình bán công nghiệp, ứng dụng công nghệ cao. Để phát triển thủy sản bền vững thời gian tới, huyện Kim Sơn tiếp tục tập trung đầu tư phát triển các vùng nuôi hàng hóa nhằm tăng năng suất trên một đơn vị diện tích, giảm thiểu dịch bệnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của huyện.
xác định phát triển làng nghề để chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn. Thời gian qua, ngoài việc tập trung phát triển nghề khai thác đá sản xuất vật liệu xây dựng, thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam còn quan tâm mở rộng nghề truyền thống bánh đa nướng tại địa phương, tạo việc làm cho hàng trăm lao động. Trước đây, nghề truyền thống bánh đa nướng Kiện Khê, người dân địa phương chỉ làm trong lúc nông nhàn. Tuy nhiên, một vài năm trở lại đây, do nhu cầu thị trường tiêu thụ tốt sản phẩm này, nên thị trấn Kiện Khê đã đầu tư mở rộng quy mô. Hiện nay toàn thị trấn có khoảng 30 hộ, trung bình mỗi hộ có từ 4 đến 5 lao động tham gia làm nghề tráng và quạt bánh đa nướng. Không chỉ tráng và nướng theo phương pháp truyền thống, nhiều hộ còn đầu tư máy nướng bằng điện đem lại hiệu quả và công suất cao hơn so với cách làm thủ công. Theo tính toán, trung bình mỗi ngày, một hộ với 4 lao động có thể sản xuất từ 700 đến 800 chiếc bánh đa quạt, cho thu nhập bình quân từ 150 đến 200.000 đồng một người. Bên cạnh việc tạo nguồn thu ổn định, làng nghề truyền thống bánh đa nướng Kiện Khê còn giải quyết việc làm cho nhiều lao động, trong đó có nhiều lao động lớn tuổi. Thưa quý vị và các bạn, xã Xuân Tiến, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định hiện có gần 1.000 hộ gia đình, cơ sở sản xuất kinh doanh các mặt hàng cơ khí phục vụ ngành nông nghiệp và xây dựng. Để làng nghề truyền thống phát triển bền vững, các doanh nghiệp trong xã luôn xác định đổi mới phương thức sản xuất là yêu cầu bắt buộc. Trong đó, đổi mới công nghệ sản xuất, đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật sẽ góp phần nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm, tăng năng suất và giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Đổi mới công nghệ sản xuất đã phản ánh sự phát triển mạnh mẽ của doanh nghiệp tại xã Xuân Tiến. Từ đây, nhu cầu mở rộng mặt bằng sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp tăng lên. Cụm công nghiệp tập trung xã Xuân Tiến hiện nay với quy mô 8 hectare đã không đáp ứng đủ nhu cầu mặt bằng sản xuất cho các đơn vị. Chính quyền xã đang tích cực hoàn thiện các thủ tục đầu tư, mở rộng cụm công nghiệp lên thêm 9 hectare, giúp các doanh nghiệp tiếp tục mở rộng sản xuất kinh doanh. Với việc tập trung đầu tư đổi mới công nghệ thiết bị theo hướng hiện đại để nâng cao chất lượng sản phẩm, đã tạo nên sự phát triển ổn định bền vững cho làng nghề cơ khí xã Xuân Tiến, góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp tiểu thủ công nghiệp của huyện, đưa Xuân Trường trở thành huyện có ngành công nghiệp phát triển thứ hai của tỉnh sau thành phố Nam Định. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình Thời sự Đồng bằng sông Hồng. Do thời tiết hiện nay đang là thời điểm giao mùa nên dịch bệnh sốt xuất huyết vẫn còn có thể diễn biến phức tạp, có nguy cơ bùng phát. Nhận thức được điều đó nên người dân ở xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình luôn chủ động phòng bằng nhiều biện pháp. Tại các vùng nông thôn, việc chăn nuôi lợn gà, ao cá khá phát triển, đặc biệt khi thời tiết mùa hè nóng ẩm, mưa nhiều. Những khu vực này thường là điểm để muỗi sinh trưởng và phát triển nhanh chóng. Vì vậy, nhiều hộ gia đình đã chủ động phun hóa chất diệt muỗi quanh chuồng trại chăn nuôi để nâng cao hiệu quả phòng chống sốt xuất huyết, đảm bảo sức khỏe cho con người. Để chủ động phòng chống dịch sốt xuất huyết, cán bộ y tế khuyến cáo người dân nên thực hiện đậy kín tất cả các dụng cụ chứa nước để muỗi không vào đẻ trứng. Hàng tuần thực hiện các biện pháp diệt loang quăng, bọ gậy, loại bỏ các vật liệu phế thải, các hốc nước tự nhiên không để muỗi đẻ trứng. Khi đi ngủ cần mắc màn cẩn thận, đồng thời cần tiến hành những buổi lao động vệ sinh ở đường làng ngõ xóm, phát quang bụi rậm nhằm tạo môi trường sống sạch sẽ từ trong gia đình tới cộng đồng. Thời gian qua, các đoàn thanh tra liên ngành tỉnh Bắc Ninh đã tăng cường kiểm tra việc thực hiện các quy định an toàn vệ sinh thực phẩm tại các bếp ăn tập thể cho công nhân khu công nghiệp. Thực tế cho thấy ý thức của các cơ sở kinh doanh chế biến thực phẩm đã được nâng cao rõ rệt. Tại bếp ăn tập thể do một đơn vị nước ngoài đầu tư cung cấp suất ăn công nghiệp cho khoảng 200 công nhân công ty Orion Vina, các quy trình giữ an toàn thực phẩm được thực hiện bài bản, nhân viên chế biến được trang bị đầy đủ bảo hộ lao động, được khám sức khỏe định kỳ và tập huấn kiến thức an toàn vệ sinh thực phẩm. Bếp ăn tuân thủ quy tắc một chiều, có hệ thống ngăn ngừa dị vật, chống côn trùng, ruồi muỗi. Các quy trình từ nhập hàng, sơ chế, chế biến đều được đảm bảo, bởi vậy nhiều năm nay, bếp ăn rất sạch sẽ, được công nhân tin tưởng sử dụng và chưa từng xảy ra trường hợp ngộ độc thực phẩm nào. Thực tế kiểm tra cho thấy, việc tuyên truyền các quy định an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh đã nâng cao kiến thức giữ gìn an toàn thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh chế biến. Tuy nhiên, để thực hiện tốt các quy định mà không mang tính hình thức đối phó, chủ các cơ sở cần nhận thức được trách nhiệm của mình trong chế biến thực phẩm. Thưa quý vị và các bạn, để các hộ dân tin tưởng lắp đặt nước từ các nhà máy xử lý tập trung, thì một trong những yếu tố quan trọng đó là chất lượng nước phải luôn đảm bảo các thông số quy định của Bộ Y tế.
và cũng nhằm đẩy lùi dịch bệnh liên quan đến nguồn nước, Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Thái Bình đã tập trung làm tốt nhiệm vụ kiểm định nước sinh hoạt của các hệ thống nhà máy nước trên địa bàn toàn tỉnh. Để đảm bảo chất lượng nước sinh hoạt cho người dân, tất cả các nhà máy và trạm cấp nước được Trung tâm Y tế Dự phòng định kỳ lấy mẫu nước để kiểm tra, giám sát, ngoại kiểm các chỉ số về độ pH, sắt, clo, NO3 theo quy định của Bộ Y tế. Những trường hợp phát hiện một hoặc nhiều chỉ số vượt ngưỡng cho phép khiến nước không đảm bảo tiêu chuẩn đều được thông báo với trạm cấp nước và cơ quan chức năng để xử lý, khắc phục kịp thời. Để kết quả kiểm nghiệm chất lượng nước được chính xác, Trung tâm Y tế Dự phòng Thái Bình tăng cường đầu tư trang thiết bị phục vụ xét nghiệm. Hệ thống labo xét nghiệm hóa lý đạt chuẩn của Trung tâm hiện đã có khả năng triển khai được hơn 80% chỉ tiêu xét nghiệm về nước theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế. Song song với việc nâng cao kết quả kiểm nghiệm nước, Trung tâm Y tế Dự phòng cũng tích cực triển khai các chiến dịch tuyên truyền để người dân hiểu đầy đủ các tác dụng của việc sử dụng nước sạch sinh hoạt, từng bước thay đổi nhận thức, thói quen vệ sinh ăn uống, qua đó góp phần làm tốt công tác phòng bệnh, hạn chế đến mức thấp nhất sự phát sinh dịch bệnh liên quan đến môi trường. Những năm qua, trường mầm non Hải Tân là một trong những đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua của huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, được Bộ Giáo dục và Đào tạo xếp loại xuất sắc. Thực hiện chuyên đề xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm, tạo điều kiện cho trẻ học mà chơi, chơi mà học, tham gia các hoạt động trải nghiệm, khám phá trong môi trường an toàn. Ngoài khu vực sân trường để phát triển vận động, trường mầm non Hải Tân còn tận dụng không gian để trang trí thiết kế thành thư viện của bé, chợ quê, siêu thị của bé, bé với các ngành nghề, bé khám phá khoa học. Hàng ngày, tất cả các khu vực trong sân trường đều được sử dụng để tổ chức các hoạt động học, chơi, giao lưu vận động, khám phá trải nghiệm cho trẻ. Từ đó đã giúp trẻ nâng cao khả năng quan sát, tìm tòi, thích lao động, yêu môi trường. Hoạt động xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm đã đem lại hiệu quả cao trong công tác giảng dạy của nhà trường. Thưa quý vị và các bạn, đối với những trẻ bị thiểu năng trí tuệ, tự kỷ, nếu được giáo dục sớm theo phương pháp đặc biệt gọi là giáo dục chuyên biệt và can thiệp sớm, thì các cháu vẫn hòa nhập với cộng đồng. Giáo dục chuyên biệt là hình thức giáo dục đặc biệt theo phương pháp sư phạm riêng dành cho trẻ khuyết tật. Và hình thức giáo dục này đang mang đến nhiều niềm vui, niềm hy vọng cho các bậc phụ huynh có con bị chứng tự kỷ. Ghi nhận tại cơ sở mầm non chuyên biệt Bình Minh, phường Đồng Nguyên, thị xã Từ Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Đến thăm từng phòng học của cơ sở mầm non chuyên biệt Bình Minh ở phường Đồng Nguyên, thị xã Từ Sơn, nơi các cháu vui chơi, phương tiện đồ dùng dạy học, điều cảm nhận đầu tiên của chúng tôi là ngăn nắp sạch sẽ, có tính chuyên môn nghiệp vụ sư phạm dành cho trẻ thiểu năng trí tuệ. Được thành lập từ tháng 6 năm 2016, hiện ở Bình Minh có 36 học sinh bán trú, 18 học sinh theo tiết. Hầu hết các cháu đến đây đều có các biểu hiện của hội chứng tự kỷ, vô thức, lầm lì, thậm chí năng động quá mức. Cơ sở có 12 giáo viên thì có tới 6 thầy cô giáo đạt trình độ đại học và chuyên sâu về khoa giáo dục đặc biệt. Ngoài kế hoạch chung, mỗi cháu có cách giáo dục cá nhân riêng, giáo án cụ thể và đề ra các mục tiêu dài hạn, ngắn hạn phải thực hiện được trong thời gian nhất định. Vì mỗi cháu có một khả năng, nhu cầu khác nhau nên chương trình không giống nhau. Đưa cháu đến. Từ hôm ấy là cháu ở đây, cháu rất chi là thân thích với các cô, mà các cô quý cháu lắm. Thế là thôi bà cứ ngày hàng ngày bà đưa cháu đến đây. Thế là xong trưa thì cháu lại về, chiều cháu lại về trường công. Thế là cháu được gần một tháng là cháu tự cháu phát ra nói ở trường. Thế là rồi về nhà bố sướng, mẹ sướng, bà sướng. Có một cái khó mà chúng tôi mong muốn được chia sẻ. Đấy là thứ nhất là nhiều phụ huynh cho rằng là con chỉ cần biết nói trong 2-3 tháng là thôi học. Nhưng mà thực sự là bé cần phải phát triển về mặt nhận thức. Bé cần phải phát triển về cái khả năng tư duy về ngôn ngữ. Tức là có lời nói rồi nhưng lời nói đấy cần phải được tư duy và phát triển về vốn từ được nhiều hơn. Bên cạnh đấy thì lại mở rộng mối quan hệ giao tiếp. Tiếp đến nữa là bé cần phải có khả năng về tự phục vụ để bé hòa nhập với cộng đồng được tốt hơn. Bên cạnh đấy thì bé cũng cần phải cái mảng về vận động tinh và vận động thô cũng phải thể hiện được là bé được nhanh nhẹn giống như bé bình thường. Thì tôi nghĩ là cần phải xúc tác cả 7 vấn đề chứ không phải là một vấn đề là ngôn ngữ. Với tình yêu thương và trách nhiệm, tập thể giáo viên cơ sở giáo dục chuyên biệt Bình Minh đã và đang tích cực giúp cho các trẻ có hoàn cảnh đặc biệt sớm hòa nhập cộng đồng, ươm mầm, uốn nắn cho những cây đời tương lai. Bằng sự kiên trì, bền bỉ từng ngày, các thầy cô giáo đã giúp những vầng trăng khuyết thêm tròn đầy giữa bầu trời ngày mai.
Hiện nay trên địa bàn thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên có một số bãi chứa vật liệu không có trong quy hoạch hoặc chưa được cấp phép, một số bãi chất thải lớn nằm sát mép sông gây ảnh hưởng lớn đến công tác phòng chống lụt bão. Thành phố Hưng Yên có 9 bến bãi chứa vật tư vật liệu xây dựng, trong đó có 2 bến bãi không có trong quy hoạch, một số bến bãi chưa được cấp phép. Hầu hết các bến không xây dựng hệ thống tiêu thoát nước, không làm nền cứng chống thấm, không kè mái bảo vệ bờ sông. Một số bến bãi vi phạm về chứa chất vật liệu sai quy định, chiều cao chất thải lớn hơn 3 mét, chứa chất vật liệu xây dựng nằm trong phạm vi 50 mét từ mép sông vào bãi sông. Nguyên nhân của những vi phạm là do một số xã phường vi phạm về công tác quản lý đất đai, ký hợp đồng cho thuê đất để làm bến bãi trái quy định, vi phạm kéo dài và tồn tại nhiều năm, dẫn đến các chủ bến bãi không chấp hành các quyết định xử lý vi phạm hành chính mà còn tái vi phạm. Tình trạng trên ảnh hưởng lớn đến công tác phòng chống lụt bão khi mùa bão đến gần. Trên địa bàn huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương hiện có 10 bến bãi hoạt động kinh doanh vật liệu ngoài bãi sông. Để đảm bảo an toàn công trình đê điều, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, địa phương này vừa có văn bản yêu cầu dừng mọi hoạt động khai thác cát từ 15 tháng 5 năm 2018 đến tháng 10 năm 2018. Trong nội dung văn bản, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Ninh Giang yêu cầu các tổ chức cá nhân hoạt động bến bãi chứa kinh doanh vật liệu và các hoạt động khác ngoài bãi sông liên quan đến đê điều, thoát lũ phải dừng các hoạt động, di chuyển hết máy móc trang thiết bị, giải tỏa toàn bộ vật liệu, nguyên nhiên liệu, tháo gỡ các nhà tạm và thanh thải toàn bộ vật cản lũ trên bãi sông trước ngày 15 tháng 5 năm 2018. Đối với các tổ chức cá nhân không chấp hành, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện có các biện pháp xử lý nghiêm và báo cáo với cấp có thẩm quyền thu hồi giấy phép theo quy định. Thưa quý vị và các bạn, chỉ vì thói quen xấu, tiện tay mà rất nhiều người dân ở xã Văn Lang, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình đã vứt rác ra ngay ven bờ sông Sa Lung, đoạn qua thôn Phú Khu, gây mất mỹ quan và ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng trực tiếp tới sinh hoạt của rất nhiều hộ dân nơi đây. Nằm giữa vùng quê yên bình, dòng sông Sa Lung đã gắn bó với bà con nông dân xã Văn Lang từ bao đời nay. Từ một dòng sông nước trong xanh, nhưng nay đoạn sông tại chân cầu thôn Phú Khu đã bị ô nhiễm bởi rác thải từ ven sông. Tất cả rác thải sinh hoạt đủ các bao tải lớn nhỏ được người dân vứt ngổn ngang như thế này, tràn cả xuống lòng sông. Từng lớp rác dồn ứ, chồng chất lên nhau và được người dân đốt luôn tại chỗ. Chỉ vì thói quen xấu mà nhiều người dân đang hủy hoại chính môi trường họ đang sống. Vẫn là điệp khúc, cha chung không ai khóc. Nhà khác vứt được thì nhà mình cũng vứt được. Ngay cả khi nhóm phóng viên của chúng tôi đang ghi hình thì người dân cũng không ngần ngại, thẳng tay vứt hàng bao tải rác tại ven sông như thế này. Và cuối cùng, dòng sông luôn phải gồng mình chở rác. Còn người dân thì phải hứng chịu cảnh ô nhiễm môi trường từ năm này qua năm khác. Để trả lại vẻ đẹp vốn có của dòng sông, ngoài ý thức của người dân thì chính quyền địa phương cần tích cực vào cuộc hơn nữa, đưa ra những chế tài xử lý phù hợp để chấm dứt tình trạng trên. Thưa quý vị và các bạn, ngay từ đầu năm, Điện lực Thuận Thành tỉnh Bắc Ninh đã xây dựng kế hoạch bố trí lực lượng cán bộ kỹ thuật sẵn sàng khắc phục khi có sự cố nhằm bảo đảm việc cấp điện an toàn và ổn định trong mùa mưa bão. Để hạn chế thấp nhất những thiệt hại do mưa bão và thực hiện công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2018, Điện lực Thuận Thành đã đẩy mạnh công tác bảo dưỡng, sửa chữa các vị trí cột, trạm biến áp tại khu dân cư và những điểm có nguy cơ mất an toàn cao, thành lập tiểu ban chỉ huy gồm 12 người và đội xung kích 60 người, sẵn sàng khắc phục nhanh khi có sự cố. Đồng thời, đơn vị cũng phối hợp với chính quyền địa phương triển khai việc phát chặt cây cối trong hành lang an toàn lưới điện, không để cây trong và ngoài hành lang đổ vào đường dây, ảnh hưởng đến hệ thống lưới điện. Điện lực Thuận Thành được giao quản lý vận hành kinh doanh bán điện trên địa bàn 18 tỉnh, thị trấn của huyện với số lượng khách hàng là hơn 54.000 lượt. Toàn huyện có 201 km đường dây trung áp, 469 đường dây hạ áp và 378 trạm biến áp với tổng dung lượng trên 205.000 kV-A. Trước khi vào mùa mưa bão, đơn vị đã chủ động bố trí trang thiết bị, vật tư gồm thiết bị cách điện, ống nối dây đầu cốt, dây dẫn, xà cột, đồng thời chủ động lập phương án diễn tập xử lý sự cố phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn sát với thực tế. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Thời sự Đồng bằng sông Hồng hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.